Chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Waro 2020, lột xác cực kỳ quý phái với một phong cách của đít thái bất hủ. Cái chiếc Waro độ hôm nay cực quyển rũ đến từ một anh tên hiệp nhỏ. Một tác phẩm tâm huyết được anh chủ chăm chút từng con ốc nhỏ nhất. Chưa kể từng món đồ chơi trên xe đều hết sức giá trị. Chúng đã khiến chiếc xe 4 hàng Mỹ ngày càng đẹp hơn bộ phần. Cái cảm hắc Rainbow AZ15 Costa ở trên cái chiếc Waro độ hôm nay là một cái dòng cụm hắn được anh em săn đón nhiệt tình nhất hiện tại. Nó có piston cỡ nhỏ được anh em đem đến cái lực bóp rất êm dịu như so với những người anh em lớn như Costa 17 hoặc là 19. Qua một thời điểm vì là món hàng hiếm nên giá của cụm này đã lên tới là hơn 7 triệu. Và khi vào tận bên trong cái phần tăng lái của xe, chúng ta phát hiện ra một cái bộ ba thần thánh đến từ của Domino. Đó chính là cụm gạt, cụm đề và cụm công tắc. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, chúng còn mang lại một cái quá trình sử dụng rất là tốt. Ví dụ như cái cụm gạt Domino rút ngắn hành trình ra, còn cụm công tắc Domino lại bổ sung thêm cái nút tắt bật đèn cần thiết cho cái dòng xe này. Cái gian đầu thì phải hy sinh một ít phần da thịt để gắn được cái cụm con Domino M, một mẫu cụm con có thể điều tiết hệ thống thanh đường phía sau một cách mượt mà, không thua kém gì thắng xin. Lý do về mặt thẩm mỹ thì quả thực cái cụm con Domino là bắt mắt hơn, sắc sảo hơn rất nhiều. Hầu hết các chi tiết trên xe đều được trang bị cực kỳ đẹp ở phần dàn chân trước, nâng cấp những món đồ chơi rất là xịn sò. Điển hình như cái phục tim đã được nâng cấp thành phục của ACM tì bàn, rất là nịnh mắt và cứng cáp. Nằm kế bên đó là cái mâm của Rainbow 8 cây kèm màu trắng, một chi tiết khiến dàn chân trở nên bắt mắt hơn với một tổng thể màu tối. Cái đĩa của Rainbow Oversize được cố định vào cái mâm thông qua lòng đĩa CNC được dựng đèn rất sắc sảo. Không kém gì chắc chắn, nó còn có một cái cộng sự nữa là con heo Rainbow Milis Niken 2 mét xứng, một dòng heo 47 hiệu sức thắng cực kỳ ổn định, đáng đồng tiền bắt gạo, mức giá hơn 10 triệu. Phần yên được lột xác hơn với một cái lớp áo đỏ rực, giống y hệt cái yên của cái dòng lọc quay cho lâm y. Bề mặt yên cũng được xẻ đại vô cùng tinh xảo, trong một góc cạnh phù hợp với tổng thể con xe. Phần ốc gió bằng nhựa nhám đã được thay mới bằng ốc gió trong suốt của Sinfast, vừa tăng cái độ sạch sẽ mà làm cho tổng thể chiếc xe trở nên dễ dàng quan sát hơn khi nó vệ sinh, khi chúng ta vệ sinh. Tuy nhiên, nó bật nhất vẫn có thể là cái phục Holding, sản phẩm dành cho là Waro ít ở dụng. Cái phục này được anh em chơi hai dòng xe này mơ ước rất nhiều. Sự kết hợp giữa cái bộ Titan và cái bộ bốn Ross âm thanh chiếc xe kia đây trở nên chắc chắn hơn, chắc nịch hơn, phấn khích hơn rất nhiều so với cái dòng nguyên bản. Chưa kể anh chủ còn bổ sung cho vị trí này một cái miếng kẹt nước Titan để đồng điệu với phần Cobo. Cái tông màu đen bóng chính là một yếu tố quan trọng không thể để che mắt tới. Nhờ vào cái sự làm nền của nó mà cái dàn đồ trên chiếc xe trở nên là nổi bật tới như vậy. XP10 độ hoàn hảo, phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con XT10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay được order về để làm nó bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mên xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Cắt gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Domino ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi. Cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt. Nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau có mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Gian đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho các vành đi trước. Bên cạnh đó có bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Domino để cút ngắn hành trình ra cho xe bay nhanh hơn. Tay con TWM đã quá ngột anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Dàn chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc với dòng Hells được bám mắt dầu phong cách CC kết nối với heo dầu Dixie 1 bit và được minh lại bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo Rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với Rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu xin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc.
Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các bục Collins bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của bục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân và bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái bục Collins khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so bục zin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dùng là cái bộ Uma Racing, được cố định vào phần đầu với cái bộ két chân zin, nhưng được minh lại bằng cách là ốp carbon bơ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Trang chân được trang bị cái băng race boy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem zin bao gồm cái dàn sau chính hãng từ I15ZR của Malaysia, che trước của Exeter 1-4 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là quét bắc biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của MX King Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là chi tiết, nhớ like, subscribe.